Mẹ Mai Phương khóc lóc lên tiếng kêu oan, cầu xin mọi người hãy dừng lại, đừng dồn gia đình vào con đường cùng, đủ đau khổ lắm rồi. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một clip mẹ Mai Phương lên tiếng kêu oan cho những hành động của mình trong clip được phát tán những ngày vừa qua, đồng thời tố cáo sự hỗn láo của bản thân Mai Phương. Ngày 28 tháng 3 vừa qua, nữ diễn viên Mai Phương qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư. Mai Phương ra đi, để lại nỗi tiếc thương lớn, đồng nghiệp và khán giả vô cùng bàng hoàng đau xót. Đêm cuối cùng trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng, trên mạng xã hội bỗng xuất hiện tràn lan một đoạn clip ghi lại cảnh mẹ của Mai Phương la hét chửi bới, đay nghiến Mai Phương. Đau lòng hơn nữa chính là hình ảnh những ngày cuối của nữ diễn viên gầy gò xanh xao, khiến người xem không khỏi xót xa. Sau thời gian dài nhận phải sự chỉ trích từ phía cộng đồng mạng, mới đây mẹ đẻ của Mai Phương đã chính thức lên tiếng giải thích về hành vi của mình, đồng thời tố ngược lại ca sĩ Trương Bảo Như, bạn thân của cố diễn viên, đã có hành vi xúc phạm hành hung mình. Ngoài ra bà còn lên tiếng kêu oan, nêu lý do tại sao la hét, mong cư dân mạng hiểu và ngưng đả kích gia đình mình. Mẹ Mai Phương trần thuật. Cô không trách cứ gì những người ở cộng đồng mạng đang xem clip này, vì họ chỉ viết một phần của sự thật thôi, chứ họ không biết đằng trước sự thật là gì, nên cô không buồn, không oán trách gì. Cô chỉ buồn tại sao, dù hay dù dở, dù xấu dù tốt, cái lúc cô đã mất mát người con rồi, mà đúng lúc nó đi lại tung ra một clip như vậy, có nên làm như thế hay không? Cô xin rằng sau sự việc này thì mọi cái nên dừng lại đi, đừng như thế nữa, đừng đưa cho cô chú. Bây giờ đã không có con, không có cháu, thử hỏi mọi người làm như thế có được hay không? Đừng dồn cô chú vào con đường cùng, đã đau khổ rồi lại còn đau khổ thêm nữa, xin hãy dừng lại. Dừng lại để cho cô hai chữ bình yên, để cuộc sống của cô trở lại bình thường. Nỗi đau nào bằng nỗi đau một người mẹ mất người con duy nhất. Đặt vào cương vị của một người mẹ, họ có thấu hiểu được điều đó hay không, mà tại sao lại làm như vậy? Cô cầu xin mọi người hãy dừng lại, cho bé La Vi được bình yên. Đứng trước câu hỏi những người xung quanh cô cảm thấy thế nào khi clip được tung ra, mẹ Mai Phương nói, người ta cũng bất ngờ vì clip đưa lên, người ta động viên cô bình tĩnh. Còn có mọi người ở đây, không phải có mình em. Sự việc có 5-6 người ở đó chứng kiến, mọi người cũng bất bình về chuyện đó, giờ Phương mất rồi thì chỉ còn 1-2 người thôi. Mọi người nói cô bình tĩnh, cái gì nó đúng, nó sai sẽ ra hết, mọi người chỉ động viên cô như vậy thôi. Kể lại toàn bộ sự việc, mẹ cố nữ diễn viên cho hay. Tối hôm xảy ra sự việc, Trương Bảo Như đã đến để đưa Mai Phương đi viện. Dù Mai Phương vừa ra viện buổi chiều, nhưng gặp phải sự phản đối từ bố mẹ Mai Phương, cô đã có những lời lẽ xúc phạm, kích động, thậm chí là đánh mẹ Mai Phương, trong khi đó thì bạn của cô bí mật quay clip. Bên cạnh đó đã có một người đàn ông lạ mặt đến, tự nhận mình là bạn của Mai Phương, cũng như Bảo Như, muốn đưa Mai Phương đi viện nhưng không thành, nam thanh niên đã hành hung ba và mẹ Mai Phương. Đau khổ và tuyệt vọng vì bị bạn bè Mai Phương xúc phạm hành hung, mẹ của Mai Phương đã có những hành động và lời lẽ như trong đoạn clip bị tung ra. Giải thích về những hình ảnh tự tay chích thuốc cho con gái, mẹ Mai Phương cho biết khi đó có sự chứng kiến của Ốc Thanh Vân, bà bố và mẹ nuôi Mai Phương đều thực hiện dựa trên sự hướng dẫn của bác sĩ khi còn ở viện. Mẹ Mai Phương cũng lên tiếng phủ nhận việc bắt cô nghe giảng đạo và ép La Vi cầu nguyện. Bà cho biết, La Vi ở một nơi, tôi ở một nơi khác, tôi có bảo Phương là cho con lên thăm mẹ. Nhưng Phương bảo không muốn cho La Vi nhìn thấy con lúc này. Chuyện Phương theo đạo Tin Lành bà cũng hoàn toàn không biết. Còn về việc chuyển trường cho La Vi, vì thấy trường hiện tại khá xa và không thuận lợi cho việc di chuyển, nên bà mới bàn với cô giáo đến viếng Mai Phương cho La Vi chuyển trường. Tình cờ có người ngồi bên cạnh nói rằng trong đạo mình cũng có trường, nên tôi chỉ hùa theo thôi, chứ cũng chưa có quyết định chuyển trường cho La Vi. Thậm chí bà còn sẵn sàng bỏ tiền ra để lo học phí cho La Vi sau khi Mai Phương qua đời. Ngoài ra mẹ Mai Phương cho biết trong 15 ngày Mai Phương bệnh nặng, bà bỏ toàn bộ công việc và chăm sóc cho Mai Phương 24/24, không ngủ mấy ngày liền. Chuyện Phương đi diễn bà không bao giờ hỏi, Mai Phương cũng không cho mẹ đồng nào, chỉ có bà cho Mai Phương. Dưới đoạn clip này, cộng đồng mạng càng phẫn nộ cho rằng bà đã giả tạo, vừa ăn cắp lại vừa la làng. Tất cả cộng đồng mạng đều không tin những gì mẹ Mai Phương chia sẻ trong clip, bởi trước đó khi Mai Phương còn sống, cô cũng đã từng chia sẻ trong thời gian mang bầu bé La Vi, bà ta còn bắt cố diễn viên uống thuốc chuột. Đoạn clip còn ghi âm một người phụ nữ tên Thủy, người có mặt trong đoạn clip tố mẹ Mai Phương bạo hành tinh thần con gái trong sự việc diễn ra ngày 19 tháng 3, 2020. Tôi và Phương là bạn, tôi cũng biết mẹ Phương, tôi đến thăm Phương khi cô ấy bị bệnh. Khi được hỏi về việc có người đàn ông tấn công ba mẹ Mai Phương, như mẹ Mai Phương kể, người này cho biết, tôi không có mặt khi người đàn ông và mẹ Mai Phương xảy ra tranh cãi. Tôi đang gom đồ chơi cho bé La Vi mà mẹ Phương quăng, họ nói gì tôi không rõ. Một lát sau khi tôi và cô Liên đang gom,
thì thấy người đàn ông đó xô mẹ Phương, khiến bà té lăn xuống sàn. Người đàn ông đó còn lấy chân đạp lên người mẹ Phương. Bà Phương sợ khi vợ bị đánh nên lao vào can, dẫn đến văng mắt kính và điện thoại. Tôi nghe ai nói là đi báo cảnh sát. Tôi có hỏi anh là ai mà vào nhà đánh người ta. Tôi chạy vào phòng Phương và kêu Trương Bảo Như ra giúp tôi. Như chạy ra và tôi ở lại ngồi với Phương. Trước câu hỏi, bố Mai Phương bảo mình quay phim và người đàn ông đó năn nỉ xóa clip, chị Thủy cho biết tôi không có quay phim, dù bố Mai Phương quay phim vì lúc đó tôi run quá. Chưa hết, khi sự việc xảy ra, nhiều nghệ sĩ và cộng đồng mạng còn muốn mời công an vào để làm sáng tỏ sự việc, đòi lại công bằng cho nữ diễn viên bạc mệnh. Đến giờ phút này, sau khi sự việc vẫn được cộng đồng mạng đặt câu hỏi lớn, thì những người bạn thân biết rõ sự việc nhóc Thanh Vân, Trương Bảo Như đều giữ im lặng vì họ muốn cho Mai Phương được yên nghỉ.